Una là Panasonic National nha. Con này của Đức về luôn, mất em pin. Nút đủ rồi. Anten mất cái đầu rút lên. Này là mặt kim loại nha. Quai nhôm. Màu đen đây. Chắc cỡ 30 hơn chút rồi nè. Ai em mấy em. Đề co đẹp nha. Con nó xài pin với lại cục nguồn thôi, mình không có mão luôn em ạ. À.